thì bảo là người có tiền làm nhanh quá chả hỏi, mà mẹ làm cái cổng đấy thì có vào được không. Đã. Ôi xe trâu làm sao nó vào tốt. Dạ vâng. Chào. Xin chào nha, đi đâu đây? Ôi, xem đường xá của mình nó đẹp quá, ông quay một tí. Quay một tí. Ờ.